Xin chào tất cả anh em, lên cho anh em cây Condo Ta Loan. Đấy, mã của nó là CT48 anh em nhé. Anh em nhớ mã đó là CT48. Để anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho shop hoặc kết bạn qua Zalo anh em nhé. Còn về giá thì em sẽ công khai giá luôn để tất cả anh em có thể cân đối được cái túi tiền của mình. Giá thì em sẽ công khai luôn để ở phía dưới của màn hình anh em nhé. Đấy, giá thì đã bao gồm cước vận chuyển rồi. Ship đến tận đầu giường cho tất cả anh em không mất thêm một chút phụ phí nào nữa nhé. Rồi ok anh em, chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết của cây CT48 này, xem nó gồm có những cái món gì anh em nhé. Thì đầu tiên bộ hơi em đang sử dụng nó là bình nhôm 0,35, đấy bình nhôm vít bằng 0,35, sơn alloy trong ngoài, độ chịu áp của nó 300 cân quay đầu anh em nhé. Thực tế ra anh em nên sử dụng gọi là cái lượng áp của mình, lượng hơi của mình chỉ ở trong khoảng 300 cân thôi đấy. Để nó đảm bảo được cái mức độ an toàn nhất có thể nhé. 300 cân quay đầu. Thực ra này em cũng chưa bao giờ đi BM mà bơm đến 350 cả. Đấy. Van em đang sử dụng van Superwell hộp đỏ hàng công ty Huben sản xuất, hồi áp cực kỳ nhanh và cái loại này thì nó rất là bền. Hàng công ty Huben thì giá cả hợp lý và chất lượng của nó thì cũng rất là tốt. Bình thì anh em có thể sử dụng bình 0.3, 0.35, 0.45 nhé. Tùy vào sở thích của mỗi người. Đấy. Ở đây thì em đang sử dụng 0.35, giá tiền của nó là như nhau, anh em thích sử dụng loại nào cũng được, anh em cần thì cứ alo cho em. Đấy. Khung có ruột tay cầm, khung có ruột tay cầm nhựa. Đấy. Anh em có thể thấy chất lượng của chiếc khung thì rất là ngon anh em nhé. Đấy, không bao giờ sợ bị trượt cò. Đấy, khung thì ráp một phát ăn ngay, nó luôn với tất cả anh em nó là như vậy. Về ruột thì nó là ruột bọc đồng rồi, ruột bọc đồng. Lò xo thì em đã thay cho tất cả anh em bằng chiếc lò xo thửa của riêng bên em. Đấy, còn lò xo đi theo bộ ruột thì em đã bỏ đi rồi. Một chi tiết nhỏ như thế này thôi thì bên em cũng đã gọi là tỉ mỉ làm luôn cho anh em rồi. Đấy, biết thì làm luôn, anh em về chỉ việc bem thôi anh em nhé. Đấy, một cây củi gọi là Condo CT48 này, đấy, Talon thì em đang sử dụng cành lô tha tem vàng hàng loại 1 anh em nhé. Nói luôn với tất cả anh em, đây là lô tha tem vàng hàng loại 1. Đấy. Một cây Talon như thế này sử dụng cành lô tha loại 1 bao cho tất cả anh em. Ít nhất nó là 60m nhặt mồi anh em nhé. Bao ít nhất là 60m nhặt mồi. Đấy. Nói luôn là cành lô tha loại 1. Bên em bán lẻ đó là 1,5 triệu anh em nhé. Cái cành này thì nó là 14 inch dùng cho Talon. Đấy. Bán lẻ nó là 1,5 triệu cơ. Đấy. Cành loại 1 thì bảo loại 1, loại 2 thì bảo loại 2 anh em nhé. Đấy, cũng nói luôn với tất cả anh em. Đây nó là loại 1, bán lẻ nó là 1,5 triệu. Một cây Talon như thế này thì bao cho anh em là ít nhất là 60m nhạt mồi, còn 70-80m thì nó tùy thuộc vào trình bắn của mỗi người. Đấy. Thực ra là các bác có kinh nghiệm bem gọi là trình độ cao thì các bác có thể bem đến 70-80m nó là chuyện quá bình thường nhé. Đấy. Về giảm thanh thì em đang sử dụng giảm bút neo 3 khúc, thì đây em cắt đi một khúc rồi để cho nó được ngắn gọn và nó được cân đối so với cái cây tổng thể của cái cây củi này. Đấy. Bút neo con này thì là phi 30 nó sẽ đắt hơn cái loại bút neo 5 vách, nhưng mà cái độ êm của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, anh em nên sử dụng cái loại 3 khúc này. Đấy, anh em tùy anh em, nó có loại phi 30, phi 35, gọi là một số những cái loại giảm nữa, sumo ở đấy, anh em thích dùng cái loại nào thì cứ alo. Đấy, bởi vì cái giá tiền của nó là sàn như nhau. Đấy, Arifor. Đấy, bây giờ mình nhớ tên, cứ nói nhiều quá nó loạn hết cả lên. Dù ok, đến phần kính nhé. Kính thì hiện tại ở cây này em đang sử dụng nó là kính TK Swapder. Đây, thông số của nó đây nhá, 1.2 × 6 × 20 VKFA. Đấy. Riêng ở anh em có thể soi ở trong cái khoảng cách 100m quay đầu nhé, thì anh em nên sử dụng những cái dòng kính mili như thế này, bởi vì cái độ gọi là độ led, độ tự lấy led của nó rất là tốt anh em nhé. Không cần phải lấy led luôn, những cái con 3-4- thì nó để anh em sử dụng ở những cái khoảng cách xa thôi. Đấy là mục đích sử dụng của mỗi người, thì anh em nên mua những cái gì nó phù hợp với mình. Ở một cây Condo Talon như thế này, chỉ bem trong khoảng 6-70m thì anh em chỉ cần sử dụng đến kính mili thôi. Kính mili không phải là nó rẻ đâu anh em nhé, không phải là nó rẻ đâu, mà là nó ngắn gọn, nó thích hợp cho anh em là lấy led, nó ngắn gọn. Cái mục đích sử dụng của nó là ngắn gọn anh em nhé. Đấy, là ngắn gọn và không soi xa, chứ còn để soi gần thì cái thằng 3-4- là không có cửa với những cái thằng mili này. Đấy là em biết thì em nói cho tất cả anh em. Rồi anh em mà cứ thích nắp cái kính dài thì VTR hoặc là VTZ thì rất là dài. Đấy, rất là dài đến đây. Thực ra giá tiền của nó còn không cả bằng cái con kính Swapder này cơ. Đấy, con này thì là con TK chống nước Swapder,
Đấy, con này thì là giá bán lẻ của nó là 1,2 triệu anh em nhé. Nếu để nói về độ led, gọi là độ led ở cái khoảng cách gần thì những cái bọn kia không có cửa. Anh em đợi một chút để quay như thế này cơ. Như thế này thì nó mới xem được đấy anh em. Anh em cố gắng gọi là quay ngược cái màn hình hay quay ngược cái điện thoại và lại nhé. Đấy anh em thấy chưa? Led như Sony luôn. Đấy anh em thấy chưa? Cực kỳ là led nhé. Đấy. Cái loại 3-4 mà soi gần thì không có cửa luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, zoom to lên cho anh em xem nhé. Đấy. Rồi sẽ quay lại. Anh em quay lại màn hình nhé. Giá ở phía dưới của màn hình đấy sẽ không bao gồm chân trống và không bao gồm kẹo anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý một điều như vậy giúp em. Chân trống thì là dựng lên củi ở đây cho nó lên cái dáng cho đẹp thôi. Còn kẹo thì bên em mang ra đây là để quảng cáo đấy, 450 một cân. Một cân thì là 3 hộp kẹo lấm mềm, kẹo rất là ngon anh em nhé. Đấy. Chân trống thì cũng là 450 đấy, anh em nào mua kèm talon thì không dùng chân trống rồi. Đấy. Anh em mua kèm chơi ở cây khác thì mua nhé. Nếu anh em mua một cái củi này, riêng một cái củi này ở của bên em thì em sẽ bán kèm cho anh em, kẹo thì em sẽ chỉ lấy vốn thôi. Đấy. Khoảng ví dụ anh em mua một cân là 450 thì em sẽ chỉ lấy khoảng 300 thôi. Và đi kèm cái cây này thì nó sẽ không mất tiền ship thì nó sẽ được rẻ hơn. Đấy. Cũng nói luôn với anh em nó là như vậy. Cả chân trống cũng vậy, chân trống anh em cũng có thể mua rẻ hơn nếu anh em mua kèm nguyên cả cây. Còn anh em muốn mua gọi là bất cứ cái phụ kiện lẻ nào trong cái cây này đều được anh em nhé. Đều được, đấy anh em mua lẻ kính cũng được, mua lẻ bình cũng được, mua lẻ van cũng không sao, mua lẻ khung cảnh cũng không vấn đề gì anh em nhé. Mua lẻ giảm cũng được, đấy. Đấy là em cũng phải nói luôn, là như vậy anh em mua lẻ cũng được. Gọi là làm dâu trăm họ rồi, nhạc nào em cũng nhảy, anh em mua lẻ bất cứ cái gì, cái phụ kiện gì trong cái ngành PCP này, van bình bơm kính thành kẹo giảm đấy, khung quy cái gì em cũng có nhá. Đấy. Dù ok, bên em thì sẽ có hai hình thức giao dịch, một đó là COD, hai đó là gửi xe nhá. Gửi xe thì em sẽ ráp căn chỉnh test hoàn thiện cho tất cả anh em như thế này, bao cho anh em 60 mét thì sẽ đem đi test 60 mét rồi mới gửi đi nhá. Đấy. Gửi xe thì em sẽ đóng gói gửi nguyên một cây. Đấy, nguyên một cây đi như thế này. Anh em nhận hàng thì trả tiền nhà xe, sau đó nhà xe sẽ hoàn lại tiền cho em, rất là đơn giản thôi. Còn COD, COD thì em sẽ vẫn ráp căn chỉnh hoàn thiện cho tất cả anh em và test 60 mét, đấy đủ 60 mét rồi mới gửi đi. Đấy, nhưng sau đó là em sẽ tháo van bình, tháo kính, tháo giảm ra để cho nó được ngắn gọn và nó được giảm nhẹ cái tiền cốt anh em nhé. Một cái cây củi như thế này, một cái cây talon như này thì sẽ chia làm hai gói. Đấy, hai gói van bình bơm, van bình kính giảm sẽ chia làm một gói, còn khung cảnh sẽ chia làm một gói để nó gọi là được an toàn nhất cho cả người bán và người mua nhé. Anh em nhận hàng gói nào thì trả tiền gói đấy thôi, rất là đơn giản. Chỉ hai gói là anh em có thể ráp thành một cây. Đấy. Về phần ráp thì em đã ráp cho tất cả anh em 80-90% rồi. Anh em về chỉ việc lắp thôi chứ không phải là, chứ không thể gọi là ráp được. Anh em về chỉ việc lắp vào là chơi thôi chứ không cần ráp. Đấy, em thì đã ráp cho anh em rồi. Dù các anh em xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh, like và đăng ký kênh anh em nhé, để ủng hộ shop và không bỏ lỡ những cái sản phẩm mới nhất của shop nhé. Anh em muốn mua củi, muốn tham khảo củi thì vào kênh, sau đó là bấm vào cái phần video. Đấy, anh em gọi là theo đuổi đam mê thì lên gọi là tìm hiểu một chút. Ở trong cái kênh của em thì nó rất là nhiều mẫu, anh em có thể tham khảo từ 4 triệu, 3 triệu đổ lên, đấy mười mấy triệu cũng có. Đấy, anh em cứ vào kênh, một là tham khảo những cái mẫu củi cho mình, hai đó là check được cái uy tín của kênh anh em nhé. Đấy. Rồi ok, em xin kính chào tất cả anh em và chúc anh em sức khỏe thật nhiều, may mắn nhé. Em sẽ kết thúc video tại đây. Đấy. Anh em nào mà còn nán lại thì em cũng sẽ vẫn quay thêm cho tất cả anh em vài giây để anh em có thể gọi là quan sát kỹ được cái cây củi này nhé. Bem trong khoảng tầm 6-7 mét thì ok. Đấy, còn bem xa hơn thì anh em chắc chắn là phải dùng, một là cành ngon hơn, hai đó là phải dùng cây thẳng dài. Đấy, thì nó sẽ bem được xa hơn. Đây FX đây, anh em là thích không? Đây FX nhé. Đấy. Vừa ráp xong, anh em nào thích thì alo em, rất thích chơi những cái thằng mà anh em thấy chưa, mili như này, Tiago này mà 150 thì thoải mái luôn. Rồi ok, em sẽ kết thúc video tại đây nhé.